Sáng nay ra thăm vườn, sẵn hái mấy trái cà luôn, vì nó chín đỏ rồi. Nhưng mà mấy hôm nay để dành để hôm nay mình ra, mình quay trước khi mình hái tụi nó vô. Và hôm nay mấy cánh hoa hồng cũng đang nở nữa. Vì còn mát nên là hoa nó tươi. Chỉ sợ lát nữa trời nắng lên đó, thời tiết nó nóng lên hơn 100 độ F á, thì hoa nó sẽ héo. Ở đây mình có là hoa dâm buộc. Hôm trước nó ra mấy cánh hoa rồi, nhưng mà nó ra trong vòng một ngày là nó héo à. Vì trời nóng quá nên không có hoa nào mà có thể nở qua đến ngày hôm sau hết. Còn đây là hoa cà nè, cà tím. Cái này gọi là cà của Nhật á, đang ra hoa. Đây là xà lách son. Hôm trước đi chợ Sprout mua một cái bao người ta mới vừa nhổ để còn gốc á, đem về ngâm trong nước cả mấy ngày sau mới trồng, cho nên khi mà trồng xuống thì nó héo. Cũng may là nó còn tươi, còn đâm rễ ra, hy vọng là nó có thể ra hoa và rớt hột lại để cho mùa sau cái rau này nó sẽ tiếp tục mọc lên. Đây là rau thơm hôm bữa bạn cho về, nhưng mà dài lắm, nhưng mà cắt bớt tại vì sợ nó không có sống nổi á. Nên cắt bớt và mình cắm gốc xuống thì bây giờ nó đang nở cái chồi non ra, rất là dễ thương. Còn ba cái dây này là dưa leo, ổi qua, rồi dưa gan, mà thiệt tình là bây giờ không biết cái nào là cái nào luôn. Ba dây nó cũng giống nhau nên thôi thì ít bữa nữa nó mọc ra mình sẽ biết được dây nào là loại trái nào. Đây là rau húng. Cảm giác là bị sâu ăn nhiều rồi, già cũng sắp già lắm rồi mà chưa có rảnh để hái vô. Có lẽ hôm nay sẽ hái một ít để chặt bớt cái cho nó ra cái lá non, chứ để già quá. Bây giờ đang thương nhất là cái chậu hoa cúc này. Cái này thì Tâm mua hạt về ở ngoài chợ rồi mình về mình gieo mà nó lên được mấy cái hoa này. Đây cũng là lần đầu tiên ở trong cuộc đời của Tâm mà Tâm gieo hoa nó lên dễ thương như vậy, nên là rất là quý. Đây là xà lách nè. Đây là ba cây đậu bắp trồng chung một chậu, nhưng mà chắc là không hy vọng gì rồi, bởi vì thấy cứ ra hoa xong rồi là khô luôn, không có nở kịp. Trước khi nở là đã khô cái hoa rồi, cho nên chắc là không có đậu trái. Cũng hy vọng là sẽ đậu, nhưng không biết là được bao nhiêu trái nữa. Còn đây là rau sam. Rau sam thì không có dám ăn bởi vì để dành cho nó ra bông xong rồi ra hạt, và mùa sau mình gieo lại để lên cho nó nhiều thì mới ăn. Còn ở đây nó có khoảng vài bụi thôi, không có đủ để lục đâu. Ở ngoài đất thì có mấy cái cây rau dền này nó mọc dại luôn, mình không có trồng nó tự mọc á. Dưới đây thì có thêm mấy cái bụi rau sam nhỏ nhỏ nữa, cũng là mọc dại ha. Còn đây là rau ngò mình gieo bằng hạt, chưa ăn nữa. Ngửi thì nó rất là thơm. Còn cái chậu này nè là rau quế Mỹ nè, mình gieo từ hạt luôn. Chưa có hái thì mấy anh đã ra hoa luôn rồi, cho nên thôi chắc để cho ra hoa luôn. Còn cái
chậu rau quế này á thì được bạn cho mấy cây à? Một cái điều bất ngờ là mình được cô em bà con của ông xã đó cho những cái hạt cái này là gì quên mất tiêu rồi, à hẹ, lá hẹ để về gieo thì nó đang lên nè, dễ thương không? Mình có mua cái hạt ở ngoài tiệm về trồng á, về gieo thì nó không có lên một cái nào luôn, cho nên nghĩ là hẹ nó rất là khó trồng. Thì qua cái kinh nghiệm này thì Tâm nghĩ có lẽ là do cái hạt kia nó đã được lấy một thời gian lâu rồi đó, cho nên nó không có mọc được hay sao á. Còn cái hạt này thì mới luôn. Cousin nói là đem về vũ vũ xuống là nó lên, mà lúc đó không tin lắm, nhưng mà bây giờ thật sự là tin rồi nè, ảnh lên nè, dễ thương quá. Còn đây là rau dền. Rau dền này thì Tâm được ba cho hạt gieo. Gieo ở trong đây á thì cái chậu nó cũng rộng rãi hơn, cho nên nó lên cũng tốt hơn, nó không có đẹp. Còn cái bên này á, mình gieo trước một thời gian cũng chắc một, không biết 2-3 tuần gì á, mà do không biết có phải gieo ở trong cái hộp nhựa hoặc là cái phạm vi nó nhỏ quá hay không, mà bây giờ là Tâm biết là nó già lắm rồi, bữa giờ thì không có rảnh để mà hái. Hôm nay thì sẽ thu hoạch một ít vô nấu canh chung với lại mấy cái cây lớn ở bên ngoài, lát nữa Tâm sẽ quay. Đây có mấy anh rau dền này mọc dại ở ngoài luôn, không tưới nha, mà mấy ảnh lên khỏe dễ sợ luôn. Chỉ cần cắt vài nhánh như vậy vô là chắc cũng được một nồi canh nho nhỏ nấu với tôm bằm rồi đó. Ở dưới đây nữa thì Tâm thấy có một cái bụi rau sam cũng khá là khỏe ha, mà thôi chắc cho ra hoa luôn quá à, tại vì nấu canh thì cũng không có nhiêu, hoặc là mình có thể nấu chung với lại các loại rau khác thôi, để xem sao. Rau dền này nếu mà Tâm nấu canh á thì Tâm sẽ cắt từng nhánh thôi, chứ mình không có cắt nguyên một cái cây như vậy, tại vì cắt nguyên một cái cây như vậy thì rất là uổng. Mình để cho những cái nhánh nhỏ này nè nó ra nó lớn. Đợt trước Tâm cắt một lần rồi, mới một lần duy nhất thì cái nhành kia nó to khoảng cái nhành này nè, còn mấy cái nhành này lúc trước thì nó nhỏ lắm, nó chắc khoảng vậy thôi à, mà bây giờ là mấy anh này là mấy ảnh lớn ghê, mới có 2 tuần thôi. Thì bây giờ Tâm sẽ đi hái mấy trái cà, hôm nay mình thu hoạch được gì thì mình sẽ thu hoạch nha. Cái đám rau của Tâm thì nó không có nhiều lắm, chỉ là trồng cho vui thôi, và cũng để học lấy kinh nghiệm để sau này mình trồng thêm được nhiều đó. Cái cây cà này thì Tâm mua ở ngoài về, người ta trồng sẵn cái cây rồi, mình chỉ về mình tưới cho nó vài tháng nay thì bây giờ mới có kết quả. Cái cây cũng không có nhiều trái lắm, chỉ ra được có mấy trái thôi, nhưng mà đều mình thích mà, cho nên mình thấy mình thương. Hôm nay hái vô thì chắc là ăn salad thôi. Hôm trước Tâm hái một trái rồi, vì thấy nó cũng chín lâu quá rồi mà không hái, sợ nó hư, cho nên đã hái một trái. Hôm nay mình sẽ hái luôn mấy cái trái chín này nha. Hái cái trái ở phía bên ngoài này trước đi. Cái anh này là ảnh ra trước nhất nè. Đây. Ồ, cũng mềm rồi. Đây. Mình hái tiếp luôn những trái này.
chắc là cắt luôn một chùm cho nó đẹp ha. Bọn mình có cắt cái xanh. Nó ổn quá, đâm vô trong trái rồi. Cái này thì cái kéo này không phải để cắt cái cào này. Thôi để tâm hái đi. Thôi làm lại đi, hy vọng đi. Hy vọng là nó sẽ đứt ha. Rồi. Đây là một chùm cà quý vị. Đây, dễ thương không? Bây giờ Tâm sẽ cắt những cái rau húng này nha, để cho nó bớt dày đi. Kéo này nó bén hơn. Mình sẽ nhổ luôn mấy cái bụi, mấy cái cây rau dền này để cho những cây rau dền con á nó mọc lớn nha. Hạt cải nó bị lộn ở trong đây nên nó mọc lên cây, mình sẽ nhổ luôn. Còn những cây này thì bây giờ nó trống chỗ rồi, để cho mấy cái anh này ảnh lớn mai mốt mình hái tiếp. Bây giờ Tâm sẽ cắt luôn cái anh này. Anh này thì Tâm không có nhổ, Tâm cắt thôi, bởi vì mình cắt để cho cái những cái nhánh con nó mọc lên nữa, chứ nhổ nguyên một cây thì uổng lắm nha. Tâm cắt cây này với cây này luôn. Lúc nãy Tâm quay phim á, để cái cây tripod không có cẩn thận đó, thì cái phone nó bị ngã xuống, nó úp lại, thì cái mặt kính nó bị bể một góc. Cũng may là Tâm có dán cái mặt kính để bảo vệ cái mặt thiệt của nó, thì hy vọng là cái phần mặt thiệt nó không có bị bể. Nếu không thì thật là đáng trách mình cái tính bất cẩn luôn. Mà làm video thì phải học từ từ thôi. Tâm nghĩ không bị hư cái này thì cũng hư cái khác. Mình từ từ mình học thôi, chắc không sao ha. Hy sinh vì nghệ thuật. Thôi bây giờ mình cắt cái cây này đã, để coi mình nên cắt từ đâu đây. Rồi chắc cắt từ khúc này. Ở đây cũng bị sâu ăn rồi đây. Khúc này thì mấy anh ở dưới này, mấy anh sẽ có sức để mấy anh mọc lên. Rồi cho vô rổ. Cái rổ này hôm mẹ đem cho đồ ăn cho nên là chưa có trả lại cho mẹ. Bây giờ mình dùng để mình hái rau. Cũng có lý quá. Hái anh này tiếp. Mình cắt từ gốc này.
Rồi nha, cắt. À, ngon quá. Xong rồi mình sẽ qua bên mấy cái anh cây bự thiệt là lớn lúc nãy để mình hái tiếp. Rồi bây giờ đến phiên mấy anh này. Trời nóng quá. À, bây giờ bên đây mà khoảng 12 giờ trưa là không dám ra ngoài luôn á. À, chỉ ở trong nhà thôi. Vì 12 giờ trưa là cái thời điểm nóng. Nhìn nè, thiệt là lớn. À, không biết có nên cắt cái này không, thôi để dành cho lần sau đi. Cắt cái cây này nè để cho nó có trướng nó lên tiếp nè. Mình phải dành ăn có mấy con sâu rồi. Cái lá này bị sâu ăn hết rồi. À, cũng chưa đến nỗi nào, nhưng mà nếu mà mình không cắt chắc là mấy ảnh ăn hết của mình luôn. Ngành này chắc để dành. Rồi nắng quá rồi, nắng mà tao bị sổ mũi luôn rồi đó. Quay ở khúc này thì Tâm vừa cầm phone, Tâm vừa quay. À, mặt trời nó hơi chói nữa cho nên là thật sự không thấy gì hết. À, chỉ quay như vậy thôi, rồi lát vô kiểm tra lại coi là nó có ghi rõ hình ảnh không. Đây, Tâm chừa lại một ít như vậy để cho hy vọng tuần sau mình có rau ăn tiếp nha. Mục đích Tâm trồng rau đó là để mình không có phải đi chợ nhiều mà ở nhà vẫn có rau để nấu canh. Thì mấy anh này Tâm không có cố tình trồng mà mấy ảnh mọc như vậy mà được một cái đây. Tâm đi vô trong bóng mát để cho nó đỡ mệt. Thì mấy cái anh rau dền mà cao cao này đó, Tâm không có cố tình trồng mà mấy ảnh mọc ở ngoài. Thì thấy nó là cũng một cái điều may mắn của mình. Tại vì không trồng mà được cho nên là giống như là của trời cho đó, trời thương trời cho. Thì hôm nay Tâm sẽ vô nấu một cái nồi canh để chiều mình ăn. Ở nhà Tâm ăn rất đơn giản cho nên không có phải lo lắng lắm. Chỉ làm một nồi canh, một nồi cơm là qua bữa rồi. Thì đây là kết quả của Tâm ngày hôm nay đây.
tầm 2 mấy trái cà thì tâm bỏ ở dưới rồi. Mấy cái anh rau thơm đó thì tâm vô tâm lặt lại cái nào tốt á thì ăn, còn cái nào sâu thì bỏ thôi. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Tâm. Vì là Tâm cũng đang học làm video, cho nên nếu có gì sơ sót thì xin quý vị bỏ qua cho nha. Thì Tâm nghĩ là mình từ từ mình học, thì nó cũng sẽ một ngày nào đó nó cũng sẽ khá hơn thôi. Hy vọng quý vị ủng hộ cho Tâm. Cảm ơn rất là nhiều.